Em xin kính chào toàn thể tất cả các bác yêu lan. Phiên tối ngày hôm nay thì em sẽ cập nhật thêm những cái dò hàng phi điệp Hòa Bình, hàng thân thủ và những cái mặt hàng thêm mà hàng kg nhà em về thêm bổ sung vào bộ sưu tập các bác. Và hai số điện thoại liên hệ đặt hàng là 0393 998895 hoặc 0966 121377. Nhà em nằm ở vị trí là khu đô thị Đồng Mơ, thị trấn Gia Lộc, Hải Dương, và đây chính là địa chỉ mà gần bệnh viện đa khoa Gia Lộc nhá. Đấy, hàng hôm nay thì có những cái dò phi điệp Hòa Bình bông to. Ôi, cái này dưới ánh đèn nhìn nó không được đẹp lắm, ở ngoài nhìn nó đẹp hơn nhiều. Đấy, đang ở dưới ánh đèn này. Đấy, nhìn nó hơi bị khó nhìn cái măng hoa của nó. Và rất là nhiều mặt hàng thuần khác nhá. Và sau đây thì em sẽ điểm qua luôn những đơn giá em báo là chưa bao gồm tiền phí ship. Các bác nhận hàng thanh toán tiền hàng, tiền cước phí cho bên vận chuyển. Ngoài ra thì có rất là nhiều những cái dò giả hạt Pháp siêu mầm kỳ. Dò này thì hôm nay đây là chính là cái lô gần cuối cùng mà em xuất. Và hẹn các bác vài tháng nữa thì sẽ có một lô nữa. Và các bác đặt hàng gì thì liên hệ với em nhé. Sau đây thì em giới thiệu đến từng loại mặt hàng. Hàng kg thì có bán lẻ, ngoài ra thì có bán cả những dòng cây cảnh, dòng phân thuốc. Ở trong quá trình đặt hàng các bác muốn tư vấn thì bên em sẽ tư vấn cho các bác ạ. Tiếp theo thì hôm nay sẽ giới thiệu và giao lưu các bác một số những dòng phi điệp Hòa Bình thân thủ nhé. Hàng này thì đây có mặt hoa sổ tại chậu. Đây có một cái chậu này là sổ hoa rồi, và em có đang trưng lại một chậu để chơi này. Và dòng... Ui, cái này ánh sáng đèn mà nó nhìn nó không được đẹp. Đây, bông Hòa Bình là cái bông của nó đây ạ. Mắt khá là đậm này, cánh to, dòng này bông to, cánh nhựa rất là đẹp nhé mọi người nhé. Đây vừa sổ ra, hàng này là hàng chuẩn rừng luôn. Và bông hoa của nó rất là sai, hoa thơm. Cái này là em đang soi ở dưới ánh đèn nên mọi người nhìn không biết là cái màu sắc nó thế nào. Chứ còn bên ngoài em nhìn nó rất là đẹp. Một cái dòng này là cái mặt bông khá là đẹp nhé. Cho mọi người xem lại một lần nữa. Đấy, rất là sai. Đấy, và hôm nay thì hầu như những cái chậu này thì đều là những chậu thân thủ. Và giá em thấy là nó khá là hợp lý. Nếu mà so với cái giá hàng giống ngày xưa nhập thì nó cao hơn rất là nhiều. Có những chậu rất là khủng, thân nhựa, thân thủ này, bản lá nhựa này, và thân rất là mập, có những cái phải phi 21, phi 24. Đây em sẽ đi qua từng chậu. Đầu tiên gọi là chậu E1 này. Chậu E1 này thì đây có 4 thân. Và đây nhất rất là nhiều mầm gốc đang lên. Chậu này thì em có gọi là giao lưu với các bác. Bởi vì thứ nhất là cái giò này là nó sẽ hơi... Đây, cái này hôm nay vận chuyển là nó bị gập mất cái thân này. Chắc là khả năng cây này sẽ bị đứt lìa ra rồi. Đấy, cái này chắc chỉ cắt ki hoặc là đợi chờ hoa thôi. Còn đây có ba cái thân này rất là đẹp này, lá nhựa rất là to này. Đấy. Đây, thân thứ ba đây, rất là đẹp luôn, xếp chân rết luôn. Và nói về tiềm lực của cái gốc này nó phải nó quá là tuyệt vời luôn. Đây, tiềm lực của cái gốc cây này, gốc phi điệp này, 1 2 3 4 5, siêu nhiều mầm gốc và những cái này cũng đã ki lên ở trên thân này. Ki. Giò này em bán 530.000 nhá. Đấy, giò này là có một thân gập chứ không giò này đáng nhẽ nó phải rơi tầm 650 đến 700. Tiếp theo giò số 2, giò này thì em bán là 650.000. Giò này có một thân xuống lá chuẩn bị hoa, thân này phải dài đến hơn mét, mét 2 này. Mét 2 đang xuống lá. Tiếp theo, thân thứ 2, thân này đang thắt ngọn rồi. Đây, bản lá siêu nhựa luôn. Đây là thân thứ 3. Đây, thân này vẫn đang đi ngọn. Đấy, thân thứ 3. Và đây là thân thứ 4. 4 thân này và đây mầm gốc đang lên này. Đấy, mầm gốc. Giò này cũng hơi bị gập một chút ở đây, nhưng mà cái này là do bị gập thôi, chứ còn gập do thân nó nặng, còn kia là do là vận chuyển nó bị gãy. Đấy, giò này em bán 650.000, thân rất là dài. 650. E2, E3 600.000 là một giò phi điệp thân thủ lá nhựa đây. Giò này thân siêu mập. Mập nó phải to bằng ngón tay cái của em này. Đây là thân. Trời ơi, không hiểu sao dòng phi điệp Hòa Bình ngày xưa là giá rất là cao. Ui, lá rất là dày nhá mọi nhá. Giờ siêu dày luôn. Đây, hai này. Đấy, và đây mầm gốc của nó lên đây. Rất là khỏe. Giờ này em bán là 600.000, 4 thân. Tính ra thì có 150 một thân. Hàng thân thủ mập đẹp. Tiếp theo giò E4, giò này là 730.000. Giò này thì thân thủ này, một thân này. Đây, thân thứ hai, thân này siêu nù mập này. Đấy, dài này, thân này phải dài đến 2, 4, 6, phải đến 7, 80 cm. Đây ạ, thứ ba này. Và đây thân thứ tư. Bốn thân này, và mầm gốc thì thôi rồi.
chậu này thì quá là nhiều mầm gốc, siêu mầm gốc luôn. Đúng là đầu năm cái mùa phi điệp đang lên, mầm gốc rất là khỏe. 730. Hãy đứng xa cho mọi người nhìn tổng quan cái giò này. Đây thân này đang sưng nụ này. Đấy 730.000 cái giò này, E4. Tiếp theo E5 600.000, ba thân dài. Ba thân rất là dài nhá. Cái ba thân này phải từ 60 cm trở lên. Thân này thì hơi còi một tí, còn đâu hai thân bên cạnh thì rất là mập, đang đi ngọn, vẫn còn đang đi ngọn nhé. Đấy, vẫn đang đi ngọn đều luôn. Thân này thì chuẩn bị thắt ngọn, hai thân này đi ngọn. Giò này thì mầm gốc đang chuẩn bị bật thôi. 600.000, chúng ta có 200.000 một thân. E6, giò này có hai thân, cũng 600.000. Đây, ui dồi ôi, thân này của nó nụ mập chưa? Mầm gốc đang lên này, quá là đỉnh luôn đấy ạ. Đây, mầm gốc đây, siêu mập luôn. Và đây, một thân này thì sẽ dài tầm khoảng 1 này, 2 gần 3 gang. Còn cái thân này là cái thân mà em rất là ưng ý nhất trong cái lô hàng này. Đó chính là thân này nó quá to, to hơn ngón tay cái nhá. Đây ngón tay cái so vào chưa là gì này. To hơn ngón tay cái. Thân này nó dài 1 gang này, 2 gang, 3 gang, 4 gang, cũng phải 4 gang rưỡi, 5 gang. Lá mít, lá nhựa. Phi này phải phi, phi vị hơn cả phi 21 luôn. To lắm ạ. Đấy giò này bán 600.000. Thực ra nhìn cái chơi thân thủ là đã khổ, mình đã ưng lắm rồi. Em tạm thời giao lưu các bác một cái giò đấy. Bây giờ em có một cái giò tam bảo sắc. Giò tam bảo sắc này thì giò này thì ghép trên một cái gỗ lũa, nó hơi nặng. Thật sự là em nhà em còn nhiều cái giò tam bảo sắc khủng lắm, nhưng mà em chưa quay. Bởi vì mỗi lần quay lên thì các bác chốt đơn thì em không biết là gửi theo cái đường nào. Gửi theo đường vận chuyển thì nó khá là nặng về tiền cước, tại vì nó là thuộc dòng hàng cồng kềnh. Mà gửi theo đường và các bác đến nhà xem hàng mà mua thì sách thì tốt nhất. Cái giò này thì cây này gồm hai cây lá xếp, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đang cặp lá số 9. Đây nụ hoa đây, dáng hương tam bảo sắc này đang nụ hoa này, 9 cặp lá. Đây là cây thứ hai này. Cây này thì có 1, 2, 3, 4, 5, chắc cũng 5, 6 cặp lá gì đấy, cũng đang nụ. Đấy, hai cây xếp này ghép trên cục gỗ lũa này nó hơi nặng. Em bán giò này 250. 250 cái giò này. Cái này chủ yếu là gửi đi xa thì nó thật rất là nặng đấy. Tại vì cái gỗ lũa ngày xưa mua cái hàng lũa nó cũng rất đắt tiền rồi. Cái này gửi đi nó hơi cồng kềnh. Các bác mà đến nhà xách được thì quá là ngon. Đấy, mà nụ hoa đẹp. Năm nay sáng hương tao mà sắc hoa đẹp, hoa rất là thơm nhá. Đây thì em có một số những cái phần hàng hình nhá. Em gọi đây là hàng hình mã chữ G. G1 là một dề hoàng thảo Điện Biên Đông, xinh đẹp 60.000 thôi. Đấy, nguyên dề và rất là nhiều mầm gốc đang lên nhá. Dề số 2, hoàng thảo Điện Biên Đông. Đấy, hoa màu vàng này, nở lác đác 1-2 bông. Đấy, cũng 80.000, dề này thì 80.000, thân vàng óng. Dề số 3, thân cũng Điện Biên Đông nhưng thân mập. Đây mầm gốc cũng đang lên này, 90.000. Dề này thì thân nó mập hơn, nó nặng hơn. Đấy, 90.000, Điện Biên Đông. G4 ạ, đây G4 là một cái giò cũng 60.000 này, cũng mầm gốc đang lên này, 60.000 thôi. Em qua mã G5 là một dề Điện Biên Đông. Đây mầm gốc đang phía dưới đang lên nhá. Giò này to 140.000. Đây là G5 140.000. G6 em đưa mọi người đến một cái combo lẫn lộn thập cẩm nhiều loại hoa lan. Nói chung là ở đây em không biết là tổng hợp cũng phải 5, 6, 7 loại gì đấy. Tại vì em cứ nhặt mỗi loại được một tí. Ý thảo rồi ý ngọc rồi lẫn vài cây hạc vĩ. Đa phần ý ngọc cũng nhiều. Đấy, cả lô này được rất là nhiều luôn, ghép phải 4, 5, 6 chậu. Giò ở chỗ lô này em bán 120.000 nhá. Bán combo luôn 120.000. Đây là hình G6 này. G6 này. Mã G7 em đưa mọi người đến một cái dòng 50.000. Đây là cái mớ thập hoa, hoàng thảo thập hoa. Đây có 1 này, 2 này. Đây có 3, 4 cái dề thập hoa này, 50.000. G7, G8 cũng 50.000. Thập hoa. Lô này thì có thêm một cái khóm trúc Phật Bà nhỏ nhỏ xinh xinh. Đấy, lẫn vào đây, thôi bán luôn 50.000 cái chỗ này. G8. Đúng rồi, G8. Tiếp theo mã G9 nhá. G9 là một lô combo 40.000, bao gồm cả hoàng lạp, hoàng phi hạc rồi. Đấy, hoàng lạp với hoàng phi hạc thì ấy. 40.000 chỗ này. G10 60.000. Đây cũng lô thập cẩm combo ý thảo rồi là thập hoa rồi là ý ngọc lẫn lộn hết ở đây, 60.000. Đấy, có 10 hình nhá. Em ký hiệu là mã chữ G.
một mớ vôi giống nhá. Vôi giống này em bán 80.000 cái lô vôi giống này, hàng ngắn ngắn để các bác làm giống 80.000. Đây là mã G11. Cập bến một cái lô hoàng lạp này, vừa về thêm này. Hoàng lạp 140.000 đồng một cân nhá. Đấy hoàng lạp. Hoa màu vàng rất là tươi. Ở bên đây đó chính là kiều vuông cánh trắng. Ôi hôm nay về cái lô kiều vuông. Thân hôm nay thì rất là mập và thân nó khá là dài. Sau này hứa hẹn sẽ có một cái vòi hoa rất là dài đây. Đấy, lát đác 1-2 bông đang nở. Kiều vuông thủy tiên cánh trắng này em bán 250.000 đồng một cân, 250 một cân. Tiếp đến là hoàng phi hạc, về thêm một lô hàng mới nữa. Hoàng phi hạc 150.000 đồng một cân. Hàng này thì hoa của nó nhiều màu sắc, hàng rất là đẹp, 150.000 đồng một cân. Cập bến lô hoàng thảo chuỗi ngọc, và hàng hôm nay chuỗi ngọc phải nói là rất là đẹp luôn các bác ơi. Hàng cắt tỉa sạch sẽ gọn gàng, đang lên mầm gốc. Chuỗi ngọc là cái dòng hàng hoa đẹp nhé và rất là sai hoa. Em bán là 200.000 đồng một cân và 50.000 đồng một bó hoàng thảo chuỗi ngọc. Đấy, những cái chuỗi hàng chuỗi ngọc đầu xuân các bác ghép lên mầm rất là nhanh. Thảo vôi hôm nay về thêm một cái lô nữa này. Hàng hôm nay thì vôi khá là dài. Và vôi thì mùa này thì qua mùa hoa các bác trồng chủ yếu trong những cái mầm gốc ở phía dưới nhé. Hoàng thảo vôi 250.000 đồng một cân và 50.000 một bó ạ. Điểm hồng ạ, hoa của nó cánh trắng và lưỡi màu hồng, hàng rất là đẹp. Lô hàng hôm nay vừa mới về. Bây giờ thì nó cũng qua mùa hoa và đang nụ hoa. Em bán là 150.000 một cân. Đây cái nụ hoa của nó sẽ mọc ở trên chóp này này. Nó còn xuống lá cơ thì nó mới ra nụ hoa nhé các bác nhé. Đấy cái nụ hoa của nó đấy ạ. Đây là nhất điểm hồng. Cập bến lô hải yến. Hải yến lá xếp đấy ạ. Hải yến hôm nay thì cây xếp tươi đẹp. Dòng này thì hoa của nó cánh tím, rất là xinh, dòng đơn thân, dễ trồng. 150.000 đồng một cân hải yến. Hoa hoàng cam ạ. Hoa hoàng cam màu hoa cam lửa nhá. Đây là những cái cây lá xếp rất là đẹp. Hoa hoàng cam 27.000 đồng một lạng. Các bác có thể mua 2-3 lạng cũng được. Đấy hàng rất là đẹp. Hầu như là toàn những cây lá xếp. Thời điểm này thì hoa hoàng cam cũng quang màu hoa, hoa thơm. Tiếp đến là hoàng thảo điện biên đông. Đây có mấy cái rề rất là to nhé các bác nhé. Hôm nay điện biên đông rất là nhiều rề và mầm gốc lên tua tủa luôn. Điện biên đông là một cái dòng hàng hoa đẹp và rất là sai hoa. Cái loại này thì em nghĩ là nên sưu tầm mỗi loại một chút. 180.000 đồng một cân và 50.000 một bó. Hoàng thảo trúc đen. Dòng này thì hoa của nó màu vàng cánh sáp, hoa thơm, mùi mật ong. 220.000 đồng một cân ạ. Dòng trúc đen rất là nhiều lá và rất là tươi rói nhé. Hoàng thảo môi tua về cái lô hàng rất là tươi đẹp. 150.000 một cân và 50.000 một bó. Hoàng thảo lụa vàng ạ, đang lên mầm gốc và dòng này hoa thơm nhá. 250.000 một cân và 50.000 một bó ạ. Và hôm nay thì em giới thiệu các bác đấy cái mặt hoa của dòng hoàng thảo đùi gà dẹt này. Cái dòng này hoa của nó đây, bông của nó to mà rất là sai hoa nhá. Đấy, đùi gà dẹt. Nhìn thân của nó thì đen đen xấu dấu vậy thôi nhưng mà lại cho ra những bông hoa rất là tuyệt vời. Em sẽ giới thiệu cái lô hoàng đùi gà dẹt nhà em vừa mới về này. Mùa này thì lá của nó đang trụi xuống bởi dòng hoàng thảo vì phải xuống lá nó mới sưng nụ hoa. Cũng có một số cây thì nó qua hoa rồi. Đấy, cái này về các bác đầu xuân làm giống thì hoa của nó rất là xinh. Năm tới thì giò to đẹp. Em bán 200.000 đồng một cân hoàng thảo đùi gà dẹt. Đây cái bông hoa nhìn lại một lần nữa cái ngắm hoa của nó này. Bông hoa rất là tuyệt vời. 200.000 đồng một cân. Em có một chút cái trầm vàng này, 35.000 đồng một lạng và 50.000 một bó nhé. Hàng cũng đang lên mầm. Cái dòng trầm vàng mùa này thì đây nó qua hoa thì những cái thân già nó hơi teo một tí nhưng quan trọng nhất là lên chăm sóc cái mầm gốc của nó. Hoàng thảo trúc Phật Bà thân nó ngăn ngắn để cho các bác làm giống ạ. 48.000 đồng một lạng. Đây dòng này đây. Chủ yếu bây giờ chăm mầm gốc thôi, một số mầm gốc đang chuẩn bị bật lên này. Đấy, đây mầm gốc của nó đây. Dòng này thì qua hoa rồi nhá. Long tu đá trắng 150.000 một cân. Em có một ít cái ý thảo ba màu này, 200.000 đồng một cân. Kiếm tiên vũ Quảng Nam ạ, 100.000 đồng một cân kiếm tiên vũ. Cẩm cù tên lửa, dòng này thì hoa thơm, siêu thơm. 230.000 một cân, 230.000 một cân và 50.000 một bó. Em có tầm khoảng 2 cân hoàng lạp này, 100.000 đồng một cân, giảm giá luôn. Còn một bó mạc thu này được rất là nhiều bác nào lấy nốt, em tính là 50.000 chỗ mạc thu ấy nhá. Em còn một lô tam màu sắc này. Cái lô này thì cũng khá là nhiều đấy ạ. Nói chung là cây thì bây giờ lô cuối thì nó cũng sẽ hơi xấu một tí. Thì em bán luôn cả lô cho các bác nhé. Cả cây to cây nhỏ, cây của nó thì hơi không được đẹp. Nên là bán luôn cả lô này là 150.000 cả lô luôn. Đây cây của nó thì cũng là hàng lá xếp nhưng mà đấy, dòng này cả lô này 150.000.
Em giới thiệu đến hạc vĩ. Hạc vĩ dòng này thì dễ trồng, dễ chăm. Tuy nhiên thì qua mùa hoa nên là thân của nó có thể là nó sẽ hơi còi và nhìn nó sẽ hơi sơ sát một tí. Nhưng hoa thì siêu đẹp, mầm gốc thì đang lên cũng khá là nhiều. Em bán 180.000 đồng một cân hạc vĩ. Và loại này thì có thể mua 50.000 cũng được. Kiếm hồng hoàng ạ, cái dòng kiếm đỏ hồng hoàng này dễ chăm, dễ trồng mà hoa của nó rất là đẹp nhá. Giá thành thì nó cũng hợp lý phải chăng, chỉ 130.000 đồng một cân kiếm đỏ hồng hoàng thôi. Nó thành từng khóm như thế này này. Tươi đẹp. Và cái thời điểm này là cái thời điểm hot nhất để các bác sưu tầm cái dòng hàng hoa trúc ngọc, lan trúc ngọc hay là lan hoa thơm này. Dòng này hoa của nó nụ rất là sai. Thời điểm này thì nụ trúc ngọc lên rất là to và sắp tới thì chắc chắn là các bác sẽ được thưởng thức cái mùi hương thơm rất là quyến rũ của loại này. Cây của nó nhẹ nhàng, hoa thơm. Và cái này chỉ một khóm nhỏ đã đủ tỏa hương cả một căn phòng rồi ạ. Thân của nó thì không quá to nhưng mà hoa thì lại rất là sai nhé. Em bán là 250.000 một cân. Các bác có thể lấy một bó 50.000 cũng được. Đây, cái hàng này hoa rất là thơm. Em nghĩ là mỗi người cũng nên sưu tầm một giò trúc ngọc. Bởi vì sao ạ? Bởi vì hàng này thì hoa đẹp lắm ạ. Đấy, sai hoa mà màu hoa rất là trắng. Hoàng thảo kim thoa, hoa màu vàng và họng vàng đậm. Em bán là 150.000 một cân. Hoàng thảo kim thoa. Một cái dòng hoàng thảo dễ chăm, dễ trồng mà bông hoa to nữa, đó chính là dòng hoàng thảo Thái Bình. Em có loại cả thân ngắn này và loại thân dài. Hàng này thì các bác yên tâm là dòng này nó dễ chăm đến nỗi là hoa của nó rất là đẹp. Đấy, em bán là 150.000 đồng một cân hoàng thảo Thái Bình nhá. Bông to và rất là sai. Tiếp đến nữa đó chính là dòng kim điệp xuân. Hôm nay cũng khá là nhiều dề. Nhiều dề, các bác lấy cái hàng dề này, em cũng sẽ nhặt cho các bác những cái hàng dề. Bởi vì khi trồng hàng dề nó khỏe hơn. Còn nếu các bác lấy hàng dời cũng được. Mầm gốc đang lên rất là nhiều. Kim điệp xuân hoa đẹp, giá 150.000 một cân. Tiếp nữa đó chính là dòng sơn thủy tiên ạ. Sơn thủy tiên hàng rừng nhá. Dòng này thì củ giá hành nó rất là mập. Đây, hôm nay có nhiều những khóm chip chip này, các bác được rất là dôi giống nhá. Đó, 200.000 đồng một cân sơn thủy tiên, rất là tươi đẹp. Ngọc thạch ba màu ạ, ngọc thạch ba màu 180.000 đồng một cân. Hoa nó ba màu đẹp, đây có cả thân dài và thân lùn nhá. Đây một số cây còn đang có nụ hoa cơ. Đấy, một số cây đang có nụ hoa này. Bông hoa thì đẹp thì thôi rồi. Hoàng thảo vậy rồng ạ, 150.000 một cân và 50.000 một bó. Long tu xuân ạ, cái dòng long tu xuân hàng rừng này. Em về thêm cái lô hàng thân rất là dài. Em có phân loại cả cái hàng thân ngắn nữa. Để các bác thích vào vườn thì các bác lấy cái hàng thân ngắn nó rôi mầm hơn. Hàng mùa này thì qua hoa và các bác chăm mầm gốc nhé. 250.000 đồng một cân. Giáng hương sóc lào 150.000 đồng một cân ạ. Đây có cả những dòng cây to đây. Có một số cây to đang nụ này. 150.000 một cân. Ôi, cây này to quá nhưng mà nó lại hơi lát. Cây này để lại đi. Đấy, em nhặt cho các bác những cái cây mà nó đẹp đẹp trước. Hoàng thảo ý ngọc ạ, 150.000 đồng một cân nhé. À quên, 200.000 đồng một cân ý ngọc đang nụ hoa. 5 cánh trắng họng tím đấy ạ. Nữ hoàng hậu hoa xanh, một trong top những dòng vũ nữ hoa đẹp và được rất là nhiều người ưa chuộng nhé. Hôm nay thì em tiếp tục lại về thêm cái lô vũ nữ mà được rất là nhiều người yêu thích trong cái lô hàng vừa rồi. Và các bác biết rồi, hàng này thì em lấy nhà vườn này nó cây của nó trồng rất là đẹp. Thứ nhất là về độ tuổi của cây nó rất là già đời, củ giá hành to và khỏe, đang lên mập rất là tốt. Và thứ hai là hàng trồng thuần tại Việt Nam nên nó khá là thích nghi với khí hậu của mình. Đây ạ, có những củ mẹ của nó nhá, to bằng cái cổ tay của em luôn. Đây các bác nhìn, to bằng cổ tay luôn nhá, to bự luôn. Đấy, tại vì dòng này nó có nhiều size, nhiều mã khác nhau. Hàng này thì cây to, cây bự, cây trưởng thành. Một chậu của nó sẽ cho rất là nhiều vòi hoa. Cây này thì chắc các bác chăm một thời gian ngắn nữa thôi là lên hoa luôn đấy ạ. Em bán là 150.000 đồng một chậu vũ nữ hoàng hậu hoa xanh. Dòng này em ưu tiên nhập số lượng nhiều bởi vì hàng này luôn là cái dòng hàng hot và cháy hàng. Và rất là nhiều được các bác hỏi đến đấy ạ. Đây, em nhập solo ở ngoài thôi, cái củ của nó các bác nhìn. Có cái củ nào nó bự như này chưa ạ? Để so mọi người cái cổ tay vào cho mọi người xem nhé. Ôi dồi ôi, đây, cây này còn củ to nữa cơ. To, siêu to khổng lồ luôn. Đấy, chưa cái chậu vũ nữ hoàng hậu hoa xanh nào nó to như vậy. Giá chỉ có 150.000 đồng một chậu thôi nhé. Đấy, cả lô hàng vừa mới về. Đây là dòng vũ nữ sô cô la hoa thơm. Ở dòng sô cô la này thì hoa đẹp và chậu của nó cũng khá là nhiều giả hành trong một chậu. Tất cả dòng vũ nữ thì đều là dòng dễ trồng. Hoa sô cô la này thì em bán là 150.000 đồng một chậu nhé. Và cuối cùng là dòng vũ nữ bạch ngọc. Đấy, một số cây còn đang có nụ hoa, một số cây thì vừa tàn hoa. Vũ nữ bạch ngọc với bộ váy trắng. Mặt hoa thì đẹp như trên màn hình ạ. Đấy, cây của nó thì dòng lá kim,
lá xếp, lá kim như này này. Một chậu nhiều giá hành em bán là 150.000 đồng một chậu. Đây là vũ nữ bạch ngọc. Đấy, dòng hoa thơm. Hiện tại có 3 dòng vũ nữ như thế. Các bác kết dòng vũ nữ nào thì đặt bên em sẽ ghi tên cho các bác, hoặc là các bác có thể nhìn lá có thể phân biệt với nhau. Tại vì 3 dòng vũ nữ này ấy thì kiểu cây, kiểu lá nó sẽ khác nhau, nhìn có thể phân biệt được ạ. Đen đô xoắn lá mít, bụi của nó to, nhiều thân và cây của nó rất là mập nhá. Bản lá to đùng bằng bàn tay của mình luôn. Loại này thì em bán 220.000 đồng một giò. Phi điệp 6 mắt, dòng thân thủ 6 mắt này thì hôm nay em về cái lô hàng thân rất là mập, chiều dài từ 50-60 cm, thân thủ mập to này. Đấy, dòng đang xuống lá chuẩn bị hoa. Dòng này 280.000 đồng một chậu nhá, 280 một chậu. Và tiếp nữa đó chính là dòng trầm V3. Trầm V3 này hoa đẹp và hoa cánh bầu nhá. Đấy, thân của nó thân thủ, một chậu sẽ từ 1 hay 2 thân. Đây có cả những 3 thân thì những thân này nó ngắn, còn đâu là đa phần 2 thân như thế này. Em bán là 270.000 đồng một giò. Đấy, một số cây còn đang xuống lá này, bản lá mít nhựa quá là tuyệt vời, 270.000 thôi ạ. Phi điệp tuyết nhung cánh bầu, dòng này thì chậu của nó từ 2 đến 3 thân. Nụ của nó đây chuẩn bị nở hoa rồi này, một số cây nụ cũng đang lên, một số cây thì nụ cũng khá là to. 270.000 đồng một giò tuyết nhung cánh bầu nhá. Đai châu blue, dòng đai châu màu xanh tím và hoa của nó bông to. Dòng này hoa của nó cánh tím và lưỡi màu tím đậm. Đấy, dòng này em bán 200.000 đồng một cây. Đây là cái dòng hàng hot mà em đang thấy là chạy hàng. Đấy, dòng này các bác rất là yêu thích, dòng đai châu blue. Hoàng tử áo đỏ, những cái cây hoàng tử áo đỏ, cây phong thủy này. Đấy. Loại này thì cây lá xếp đẹp, 150.000 đồng một cây, hoàng tử áo đỏ nhá. Hay là ren red. Dòng này hoa của nó dài và vòi hoa rất là siêng. Cửu bảo tiên nhá, cái dòng hoa cửu bảo tiên này là cái dòng mà nó cũng họ hàng với hoàng nhạn này. Bên em bông hoa của nó rất là dài mà thơm. Đấy, cây của nó là lá xếp, 160.000 đồng một giò cửu bảo tiên. Hoa thơm. Và tiếp bên đây là Corat Koki. Corat Koki thì em có cái loại cây đôi này, hai cây to đều nhau là 190.000 đồng một giò. Tiếp theo đó là cây đơn, cây nhỏ, cây giống này. Đấy, loại này là 80.000 nhá. Em so sánh cho mọi người biết này, 80.000. Và cây mẹ con này là đây, cây mẹ con đây, 95.000. Đấy, có 3 loại size của Corat Koki. Tuyết mai bonsai, dòng này là cây tiểu cảnh để ở trong văn phòng và để ở trong nhà. Đấy, dòng này thì cây của nó lá biên phát tài, có thể để ở các nơi như là bể cá hoặc là những cái nơi khuôn viên cũng được, rất là đẹp. 190.000 đồng một cây. Đấy, cái này thì người ta tạo thế dáng cây là cổ thụ này, gốc rễ rất là lâu đời rồi. Đó, 190.000. Kiếm Taiwan nhé các bác nhé. Kiếm Taiwan, dòng kiếm này của nó thì chậu của nó cũng nhiều tép. Em bán là 150.000 đồng một chậu kiếm Taiwan. Em có một số những chậu giả hàng Pháp này, nó cũng khá là nhiều kỳ này các bác này. Đấy, chậu này em bán là 140.000 đồng một giò. Đấy, nhiều thân và đang lên rất là nhiều mầm gốc. 140.000 một giò giả hàng nhân. Vũ nữ ong chúa, hoa phân nhánh, chiều dài bông hoa của nó khi mà nó phát triển lớn thì nó có thể dài đến 80 cm. Đấy, mặt hoa đẹp và dòng này thì bản lá to, to bằng bàn tay của em này. 180.000 đồng một chậu vũ nữ ong chúa. Và tiếp nữa là những cái chậu thanh đạm Indo, dòng Thái Lan, và dòng này hoa siêu thơm, siêu bền và nó thành từng chùm. Nhà em hôm nay em về đó chính là những cái bụi to, bụi khủng nha các bác nhá. Nếu như thông thường các bác thích cái dòng thanh đạm rồi thì những cái chậu cây giống nó rất là ít tép. Có những lô về lơ thơ vài nhánh thôi. Một chậu này nó phải gấp 4, gấp 5, thậm chí là gấp 6 lần cái giả hành bình thường, một chậu bình thường. Đây em nhặt solo ở trong một cái lô hàng như thế. Và lô hàng đợt này về rất là đẹp, số lượng có hạn thôi. Một bụi khủng to bự như vậy, giá em bán là 380.000, 380. Nếu mà gấp 4 lần nó đã ra là 600.000 một bụi rồi. Đấy là so với những cái hàng giống mà bình thường các bác mua là 150 một chậu là thấp nhất. Thanh đạm Indo hoa thơm. Hoàng thảo đùi gà tròn. Những cái chậu hàng thuần đùi gà tròn đấy ạ. Một chậu của nó rất là nhiều thân và rất là to bự. Hàng này nhà vườn trồng đến 3 năm rồi và các bác về chỉ việc treo lên và chờ hoa thôi. Đấy, cái này nó to rộng quá là em phải túm vào như thế này này. Đấy. Hàng hoa đẹp và rất là xinh nhá. 400.000 đồng một chậu. Đối với gà tròn này thì các bác mua 2 chậu, hôm nay em sẽ bao phí ship vận chuyển cho các bác. Và tiếp đến là lô đen rô xuân. Đen rô xuân, một cái dòng hoa nở vào thời điểm dịp mùa xuân. Dòng này thì hoa của nó đa dạng, nhiều màu sắc. Lô này là lô hàng thuần tại vườn, tức là thuần đến 2 đến 3 năm rồi, không phải là cái hàng cốc giống mà các bác vẫn mua mà 150 hoặc đến 180 một chậu thời điểm Tết. Đấy, chậu này toàn thân tơ, 100% thân tơ nhá. Cây mập khỏe và
rất là nhiều mầm. Đấy, cây này các bác về sang chậu này, mầm gốc đang đẻ rất là khỏe này. Hàng xổ số chưa biết mặt hoa và rất là nhiều màu sắc khác nhau. Em bán 220.000 đồng một giò. Loại này mua 3 giò sẽ được bao phí ship. Em giới thiệu đến các bác dòng hoàng nhạn lá mít 4N. Đấy, dòng hoàng nhạn này là cái dòng hoàng nhạn mà VIP của dòng hoàng nhạn. Hoa thơm và rất là đẹp. Dòng này đặc biệt, thứ nhất là mình chơi thân chơi lá này. Dòng này chơi hoa và hoa của nó rất là vòi hoa dài và rất là sai. Hàng này người ta tỉ mẩn chăm sóc làm sao mà cái lá gốc của nó vẫn giữ nguyên trạng thái ban đầu từ nhỏ đến lớn các bác nhá. Cây khỏe đẹp. Loại này thì em bán 600.000 đồng một chậu. Và các bác mua 2 chậu, hai chậu đi, em sẽ bao phí ship cho các bác nhé. Mua 2 chậu hoàng nhạn được bao phí ship đi. Và đây là hoàng nhạn giống nhé, hoàng nhạn giống. Hàng này là hoàng nhạn tháng 8 gieo hạt của Thái Lan, cốc giống nhỏ nhỏ nên em bán là 40.000 đồng một cốc. Loại này mua 10 cốc thì được bao phí ship nhé. Tiếp đến là những cái giò kiếm giống. Kiếm giống là dòng kiếm gieo hạt từ những mặt bông mẹ Phan Trí, Xanh Huế, Vàng Củ Chi, Đỏ Nghệ An và Vị Hoàng. Hiện tại thì có 5 mã kiếm như vậy. Đây là cây 1 năm tuổi này, gần 5 tuổi. Cây của nó khá là cứng cáp và khỏe mạnh. Hàng có đánh mã số rồi nhá. Nên là khi gửi đi em sẽ ghi tên cho mọi người vào thành bầu. Bởi vì hàng nhập từ vườn, hàng gieo hạt tại Việt Nam và cây nhà vườn làm cũng khá là chuẩn chỉnh. 40.000 đồng một cốc. Loại kiếm này thì mua 10 cốc thì được bao phí ship. Và kiếm nhà em chạy số lượng nhiều và cũng sắp hết hàng rồi. Các bác nào chưa được sưu tầm dòng kiếm đẹp và giá rẻ này, các bác liên hệ em luôn. Em cập bến một cái lô phi điệp lá biên, dòng giả hạc lá biên. Dòng này là cái dòng hàng hot này và giá trị cao. Và lô đợt này thì em nhập giá thành nó khá là hấp dẫn. Chậu thì nó sẽ dao động từ 1 đến 2 thân. Chậu từ 1 đến 2 thân nhá. Hôm nay thì em bán những cái chậu 1 thân này thì với giá là 190.000 đồng một chậu 1 thân và đang có mầm gốc. Đấy, hàng phi điệp lá biên, cây con của nó lá biên phát tài này. Còn cái loại 2 thân, loại 2 thân sẽ là cả thân dài, thân ngắn và cũng đều đang mầm gốc đang lên nhá. Loại này là 230.000 nhá, 190.000 và 230.000 đồng một chậu. Số lượng loại 2 thân thì nó cũng có hạn thôi. Đấy. Tiếp đến em giới thiệu đến dòng đai châu. Thứ nhất là đai châu lai đỏ này, đai châu đỏ này. Dòng đai châu đỏ này là dòng đai châu lai. Đấy, hàng của Thái Lan và đây một cây của nó rất là nhiều cặp lá nhá. Cây to, cây lá xếp, rất là nhiều cặp lá. Em bán là 150.000 đồng một cây. Đấy. Loại thứ hai là ngọc trai đen, 200.000 đồng một cây, hàng ngọc trai đen, cây to, cũng nhiều cặp lá. Dòng thứ ba là đai châu phượng hoàng, dòng này là cây mẹ bồng con nhá. Dòng mẹ bồng con, một bảng này thì nó sẽ tầm khoảng một mẹ và đẻ ra 1, 2, 3, 4 con. Thì em bán là 180.000 đồng một cây, đai châu phượng hoàng. Tiếp đến là đai châu mít, hàng đai châu mít. Hàng này là hàng cây nhỡ nhá các bác nhá. Ui rất là đẹp luôn, cái lô hàng này này, cây to này. Cây tuổi đời của nó cũng đã khá là to, hàng nhiều màu sắc. Hàng này mà các bác ghép lên trụ đến Tết là sẽ có một trụ đai châu rất là đẹp này. Đấy, có cả màu bò sữa và rất là nhiều màu khác. Loại này thì em bán là 150.000 đồng một cây. Lô hôm trước 120.000 cây thì nó nhỏ hơn loại này nhiều. Đấy, lô đợt này thì nó chỉ hơn 30.000 thôi mà cây của nó nhìn độ cứng cáp và độ khỏe của cây nó rất là nhiều. Đấy, em nhập số lượng nhiều ạ. 150.000 đồng một cây nhá. Bản lá mít lá ngắn này, bản lá rất là to. Có những lô lá dài, cái hàng thái lá dài thì nhìn nó sẽ không được đẹp bằng. Và giá này là lá mít đẹp. Và em còn vài cái chậu đai châu gỗ ơi, hàng thái đây, hàng này thì giá cũ vẫn là 250.000. Nhưng giờ em sẽ giảm giá cho các bác là 200.000. Bởi vì một số lá ở phía cuối gốc hoặc là một số lá nó hơi bị lỗi một tí. Không phải lỗi lá ngọn mà lỗi lá dưới thôi nhá. Em bán giảm giá luôn là 200.000 đồng một chậu. Em có mấy cái bảng hải yến chớp này, hàng cây mẹ bồng con ở 130.000 đồng một bảng. Hải yến này hoa của nó màu tím trắng và rất là đẹp. Đen rỗ úp mắt đen ạ. Đấy, em còn 1, 2, 3 giò thôi. Đen rỗ úp mắt đen này là cái hàng mà nở xuân đẹp này. Đấy, bông hoa của nó to, tròn và rất là sai hoa. Dòng này là hàng hot để các bác chơi Tết. Tuy nhiên thì đối tùy một số khí hậu thì nó có thể nở muộn hơn một tí. Đấy, cái mắt đen của nó đây. Hàng chủ yếu các bác về chăm mầm ki nhá. Đấy, một chậu to, nhiều thân như vậy em bán là 320.000 đồng một chậu. Trước Tết những giò này nó phải từ 450 trở lên. Đấy, hàng rất là mập. Hàng ươm ki. Hồ điệp cốc 3.5. Hàng này thì hoa bền chơi đến 2-3 tháng cơ. Đấy, hồ điệp này thì em bán là 45.000 đồng một cốc nhá. 45.000 đồng một cốc, cốc 3.5. Và đây, hồ điệp rất là đẹp. Nói chung là hàng bây giờ nó cắt cành thì nó mới rẻ thôi. Chứ còn đến Tết một cái giò hồ điệp này nó phải từ 150 trở lên. Đây em còn hai cái giò hồ điệp mãn thiên hồng này. Hai giò này em bán là 50.000, nó bị rụng hết lá gốc rồi. Cái này em gửi ở
các bác đến nhà mua thôi, không gửi đi xa nữa. Địa lan vàng mỹ nhân, cái dòng địa lan hoa đẹp và hoa rất là thơm, bông to, đấy hoa màu vàng này, khuôn bông rất là đẹp chưa? Đấy, cái này giờ nó tàn hoa mất rồi nhá mọi người nhá. Em chủ yếu em bán về mọi người làm giống này. Cái dòng địa lan lá ngắn 200.000 đồng một chậu địa lan vàng mỹ. Em sẽ đi qua một số những cái hình giò trồn nhá. Trồn cáo, hàng trồn tím và cáo Cao Bằng hồi xưa thuần tại vườn. Bây giờ ra lưu các bác. Đầu tiên em gọi đây là giò C1 trồn tím này. Giò này thì gồm 3 con. Đấy, 3 con trồn này. Và đây đều là trồn lá xếp nhá. Cái con to này là con chuẩn bị đang nụ hoa này. Em nhớ không nhầm thì đang sương nụ này. Đấy các bác nhìn chưa, mắt nụ trồn bây giờ đang lên. Không biết cái con này nó đã lên nụ chưa, hình như cũng đang lên nụ hay sao. Giò này em bán 300.000 ba con này. Tiếp theo giò C2 220.000. Giò này thì gồm ba con vừa vừa và một cây con nhỏ nhỏ xíu xíu này. Hình như cây nhỏ này là nó chưa có nụ này. Đấy giò này bán 220 thôi. Tiếp theo giò số 3, giò này em bán là 430.000. Giò này thì 4 cây to. Đấy, để xem có mắt nụ chưa nhá. Tại vì mùa này đang là cái mùa mà trồn nó đang sưng nụ rồi. Cây này thì chưa này. Cây này à? Cây này không biết là lên chưa, tại vì nó san sát nhau này, khó nhìn quá. Đây, cây này thì chắc chắn là có rồi. Cây này nhìn rõ là có rồi. Mấy cây này thì em nhìn nó không rõ lắm. Còn em bán 430. Cây trồn thuần cũng lâu năm đấy. Tiếp theo C4 cũng 430.000, cũng 4 chậu. À 4 con. 4 con. Đây con này thì nhìn rõ cái nụ hoa đang lên rồi này. Đấy, cũng 430.000. Các bác lưu ý là đơn này thì hẹn các bác ngày mai gửi nhé. Thời tiết đang mưa ấy, mới hạ từ trên vườn xuống thì ra nó bị ướt quá. Ướt quá giờ đi không gửi được, ngày mai phải quạt khô mới được. C5 này là một giò cáo xếp. Giò cáo Cao Bằng 290.000. Giò này 1 con này, 2 con này. Đây là con số 3, lá xếp B luôn, 290. C6, 320. Đấy, 3 con V đẹp luôn. Hàng cáo này ngày xưa hơi đắt tiền luôn ấy. Hàng toàn là há xếp. C7, 350.000. Đấy, 350. 3 con xếp đẹp nhá. C7, 350. C8, 320.000. 4 con. Thì con kia là gốc nó hơi xấu một tí. Đây, cả to cả nhỏ, 320. Tiếp theo là C9 là một loại giò trồn 300.000. Giò trồn này 300, 3 con. 3 con này 300.000. Đây con ở giữa thì đang sưng nụ ấy ạ. Con ở giữa đang sưng nụ rồi. C10 430, cũng 3 con nhưng 3 con to. Hầu như là có nụ hết rồi nhá. Một nụ này, con này cũng có nụ này. Con này như là cũng đang nụ này. Đấy, 3 con này, lá có nó thuộc dòng lá xếp nhưng lá dài này. Đấy, 430.000. Đấy, giò này là giò C10. Các bác lưu ý là hàng này dễ giờ nó dài quá rồi, có thể vận chuyển đi cái rễ nó sẽ không giữ được, thì các bác về để cho nó đẻ thêm nhé. Tại vì dòng rễ nó tự sinh. Giò C11 nó giò đùi gà bự luôn. Cụ tối siêu to khổng lồ luôn. Một cái giò đùi gà mà em chưa thấy là cái giò nó mập, nó to như này. Đây là dòng đùi gà tròn nhé các nhá. Đùi gà tròn. Giò này đang xuống lá chuẩn bị nụ này. Đấy, đây cái nụ hoa của nó đây. Bông hoa này vừa rồi nó nở trong tàn, dòng này hoa thơm. Đây em sẽ so sánh các bác một cái giò hôm vừa rồi em bán 400, một cái giò này. Để các bác thấy được độ to của nó, cái giò 400 đây và cái giò này. Nó phải gấp đôi luôn. Đấy, nó to gấp đôi mà thân nó phải mập rất là nhiều mà thân nó dài nữa. Cái này không biết là đang lên ki này. Một số thân thì đang lên nụ, một số thân đang lên ki, đang xuống lá, rất là nhiều thân tơ. Đây thân tơ đấy này, 1 2 3 4 6 7 8, nhiều lắm, nhiều thân tơ lắm ạ. Đây thân này cũng chưa hoa lần nào đây. Giò này to bự này em bán 720.000 nhá. Giò này to lắm ạ. Mầm gốc lên rất là nhiều. Ui, giò này to nặng luôn. Đấy, các bác nhìn độ to bự giò ấy chưa? Đấy. Siêu to luôn. Một giò khủng luôn đấy ạ. Đây giò đùi gà tròn. Giò này về trấn nha. Trấn vườn. Và đây là cái giò C12, giò cũng là đùi giò gà tròn nhưng mà nó bé hơn cái giò này. Nó bé. Nó thấp bé hơn nhưng mà cho mọi người xem qua cái mặt hoa luôn nhá. Dòng hoa đùi gà này rất là sai mà hoa rất là thơm luôn. Đây ạ, thì các bác nhìn này. Đấy. Rất là sai luôn. Đẹp chưa? Giò này thì em bán với giá là 550 nhá. Đấy, 550.000 cái giò này mà rất là nhiều mầm gốc đang lên nhá. Cái giò to kia thì sau này nó chơi hoa xong là các bác cũng sẽ thấy là mầm gốc nó sẽ lên tua tủa như cái giò ấy thôi. Đấy. Giò này là 550 này.
một số cây cũng còn đang có nụ hoa nhá. Đẹp chưa? Đấy, to hơn cái giò lại 400 nên đang bán rất là nhiều. Tiếp đến là những bảng sơn thủy tiên hàng thuần. Hàng thuần đến 2-3 năm đây các bác này. Đấy, một chậu của nó nhiều giả hành và hiện tại thì nhiều cây còn đang có nụ hoa. Đây, có bông hoa này chuẩn bị nở này. Các bác nhìn bông hoa vòi hoa dài và rất là to nhá các bác nhá. Đấy, một bảng này nhiều thân và đây có những thân tơ đang lên này. Cây khỏe khoắn bám chắc và giá thể. Về các bác mới tập chơi thì các bác treo lên thôi, bổ sung thêm ít phân bón là được. Nụ hoa chi chít. Ở đây cái bông hoa của sơn thủy tiên khi nở ra, các bác nhìn một cái màu vàng của nó là màu vàng tươi và rất là đậm đà vào cái họng của nó. Bông của nó là cái dòng bông của nó cánh sáp, bông cánh sáp ạ. Và hoa thơm nhất sơn thủy tiên này. Đấy, rất là đẹp. Đây là chỉ nó lác đác hai bông thôi. Nếu mà một cái vòi mà nó giữ nguyên cái bông hoa này thì nó sẽ đẹp như cỡ nào. Em bán 220.000 đồng một giò. Lấy hai giò tính 200.000 thôi ạ. Một cái bảng này các bác mua hàng cân về, các bác thuần và đẹp như vậy thì cũng mất một thời gian cũng khá đấy. Hỏa hoàng hồng ạ. Đây là cái dòng hàng sưu tầm của Thái. Hoa của nó như hoa hỏa hoàng cam, tuy nhiên thì cái mặt hoa là màu hồng. Và hàng rất là đẹp. Đây là dòng dễ gió. Cây của nó to, nhiều cặp lá, lá xếp này, chân rết này. Đấy. Một chậu như vậy em bán là 170.000 đồng một chậu nhé. 170.000 đồng một chậu. Đây là hỏa hoàng hồng. Hoàng phi hạc ạ. 200.000 đồng một chậu. Đây giá cũ em bán 220. Đây bông hoa của nó, dòng này hoa rất là sai này. Dòng này thì nó có nhiều mặt hoa, có thể là màu trắng, cánh trắng họng vàng, có thể màu cánh hồng họng vàng. Và loại này thì có một số chậu đang nụ thì em chưa phân được màu nhé. 200.000 đồng một giò thôi. Hoàng thảo xoắn hàng bảng hàng thuần ạ. Đây mỗi bảng thuần này cũng rất là nhiều thân tơ và hiện tại thì cây đang thắt ngọn xuống lá và đang sưng nụ hoa. Em bán 200.000 đồng một giò và lấy hai giò tính giá 180.000. Em còn một vài giò kim điệp xuân các bác nhá. Giò này là giò hàng thuần đây này. Đấy, giò hàng thuần rồi. Và đây bông hoa của kim điệp xuân mọi người có thể ngắm qua, một vòi của nó thân hoa có thể cho đến 2 3 4 vòi. Đấy, rất là sai hoa nhá. Bây giờ thì một số chậu thì nó đang nở hoa, một số chậu thì nó tàn rồi. Em bán ra cho mọi người là bán giống, tức là để các bác về các bác chăm những cái mầm gốc lên này, sắc cho em những cái hạt phân tan chậm ở đây thì cây năm nay lên rất là khỏe khoắn và nó còn to đẹp hơn rất là nhiều lần. Hàng này không phải là một hàng dễ trồng đâu, nên là các bác lấy hàng thuần này là các bác yên tâm về vấn đề là hàng của nó khỏe. Giò này thì trước đây em bán 200.000 thì thôi hôm nay thì em sẽ giảm giá cho các bác, mỗi giò này là tính giá là 170.000 đồng một giò nhé. 170.000 đồng một giò kim điệp xuân. Đấy, rất là nhiều thân và đẹp. Phi điệp 4N, cái dòng phi điệp 4N hàng đang có nụ hoa. Đấy, thân của nó phải dài từ 50 đến 60 cm. Về các bác chơi hoa luôn nhé. Mầm gốc một số cây thì cũng đang bật lên rồi. Em bán là 150.000 đồng một chậu phi điệp 4N và đang có nụ hoa. Và hôm nay thì em có giao lưu các bác một cái lô hàng, đó chính là lô phi điệp ươm ki. Và cuối cùng thì em sẽ giới thiệu các bác những cái chậu giả hàng Pháp nhé. Và em phải khẳng định với các bác luôn là cái chậu giả hàng Pháp nhà em là cái dòng này lấy nhà vườn này người ta trồng nó rất là đẹp, siêu mầm gốc siêu ki. Về các bác làm kinh tế hay làm giống để trồng cho năm tới thì cũng là một cái lợi thế rất là nhiều. Đấy, một chậu giả hàng Pháp như thế này cơ, hầu như là chậu nào cũng như thế. Và cái lô này cũng là cái lô cuối cùng em xuất rồi, tại vì em đã vét sạch vườn rồi, người ta đang làm giống để cho năm tới thì cũng phải tầm 3-4 tháng nữa mới xuất được một lô nữa. Và lô đợt này thì em lấy nó rẻ hơn nhiều. Nếu các bác tham khảo như giá thời điểm Tết và thời điểm này và giá thị trường đang bán ấy, thì một chậu giả hàng Pháp nhà em rất là nhiều thân, nhiều ki. Có một số những hàng nụ đấy nhá. Em có cả hàng nụ và hàng lá. Hàng lá thì nó mới thắt ngọn thôi, đang chuẩn bị xuống lá. Còn cái hàng nụ này các bác về chơi luôn. Và ai đã chơi cái dòng giả hàng Pháp này thì đều rất là mê. Thứ nhất là dòng này nó thích nghi với khí hậu Việt Nam rất là nhiều. Và đặc biệt hơn là dòng này ấy, cây nó dễ trồng, dễ chăm mà đẻ rất là khỏe. Đấy, làm giống loại này hầu như là ai chơi lan đều cũng biết đến cái dòng phi điệp Pháp hay là dòng giả hàng Pháp này. Đấy, hoa của nó sai thế này, mọi người nhìn này. Đấy, cho mọi người nhìn ngắm qua cái dòng này nhá. Hoa của nó rất là đẹp. Đấy, vòi hoa dài và rất là sai hoa. Cái giò này đang nở hoa này. Em có một vài chậu nụ thôi, còn đa phần là những cái hàng ki. Em sẽ chia thành từng hình và các bác đọc đúng mã hình cho em nhé. Chỉ cần đọc đúng mã hình thôi thì nhặt cho các bác chuẩn hàng luôn. Tránh trường hợp là sai mã hình thì nhặt cho các bác những cái hình nó khác nhé. Đây em sẽ đi qua từng giò. 21 430.000. 430.000. Đây cái này như đang mọc ki nữa ở thân này. Đấy, những cái ki này là giờ nó chỉ mọc ki thôi, nó sẽ không lên hoa nữa. Và rất là nhiều ki còn đang mọc ở trên thân. Đấy, về cắt ra ươm ki thì một cái giò này nó phải bao nhiêu thân? 430.000 D21. Đây là D2 400.000. Đây là D2 nhé. Đấy,
Hồi trước là bạn cái giò 200, nhưng cái giò này là 400 nghìn được hai giò, gấp đôi giò kia thì nó còn gấp hơn thế nữa. Này, rất là nhiều thân. D2 400. Tiếp theo là D23, giò này 530 này. Siêu nhiều thân. Cứng cáp khỏe mạnh 530 nghìn. Tiếp đến là D1 ạ, 470 nghìn. Đấy, thân tơ xuống lá nhá. Rất là nhiều thân, không đếm nổi luôn. Và siêu mầm gốc ở dưới này. D1. P6 này, giò này là giò P6 470 nghìn. P6 470 nghìn. Đấy, hầu như là chậu nào cũng rất là nhiều thân. Và sau đây thì em sẽ đi qua những cái giò nụ nhé. Giò nụ em thì còn vài giò thôi. Thì em sẽ quay chi tiết từng giò thì các bác xem ưng hình nào các bác báo. Em giới thiệu đến giò nụ D14 này, một giò 550 nghìn. Đây, hoa của nó như sắc pháo luôn nhá. Đẹp chưa? Đấy, quay một vòng cho mọi người xem luôn. Hàng nụ này 550 nghìn. Đây, mầm gốc đang lên. Bao giờ thì cái cây mà nó dồn chất nuôi hoa thì cái kỳ của nó sẽ ngắn hơn, tức là nó phát triển nó chưa dài bằng những giò hàng, nó chỉ đi sâu vào cái phần kỳ. 550 cái giò D14 nhá. Dài. Tiếp đến là giò D13. Giò này đây, hoa của nó thì đang nở rồi. Và phần dưới thì các bác vẫn cái kỳ được nhá. Đây, mầm gốc của loại này thì nó hơi ít hơn một tí nên giò này cũng nhiều thân. Thân dài nhưng em bán 400 nghìn thôi. Về chơi hoa và làm giống cũng rất ok. Giò này giò D13 nhá. Tiếp theo là D12. Giò D12 mầm gốc lên rất là nhiều. Và đây, nụ của hoa của nó bây giờ mới đang chớm thôi. 530.000 D13 500 D12 530.000. Tiếp đến nó chính là D11 ạ, 400.000. Đấy, giò này thì đang hoa luôn. Rất là đẹp chưa? Đấy, hoa và mầm gốc cũng nhiều nhá. Đấy, đây là D14. D11 400.000. Giò D